Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Siro Win, Siro và Tạc Jimmy. Rất vui vì nay tôi được gặp nhau với những clip thì hiện tại mình đang có mặt tại Nam Sám và Live. Hôm nay thì mình sẽ có một clip cực kỳ đặc biệt cho anh em trong cái dịp gọi là kiểu những ngày cuối tuần như thế này. Thì cũng đã từ rất là lâu rồi, nói chung là từ cái bữa rất là lâu, có khoảng tầm một tháng ấy anh em, cũng gần một tháng rồi. Đó là mình đã xem chùm server ở 410, đó là Moja Hân. Nếu anh em chắc là không xa lạ gì với Moja Hân nữa rồi. Có thể đó là một trong những người đầu tiên sở hữu cái dòng SR phải không ta? Đúng rồi, SR Thiên Phú mới, tức là sau 4Y cộng thì sẽ là SR, và đó là một trong những người đầu tiên sở hữu cái SR đầu tiên. Thì cũng đã rất là lâu rồi mình chưa vào để xem thử coi Moja Hân dạo này như thế nào. Cho nên hôm nay thì mình sẽ vào để xem thử coi Moja Hân dạo này được có bao nhiêu cái SS, có bao nhiêu cái SR rồi nha anh em. SR xong rồi mới tới SSR, nhưng mà SSR thì chắc là chưa có đâu, tại vì SR xong phải tới SR không dấu, rồi mới tới SR cộng, rồi mới tới SSR nữa anh em, rất là khó luôn. Cho nên là, nhưng mà trong tương lai chắc chắn là sẽ có rồi. Thì hôm nay mình sẽ vào xem coi thử Moja Hân dạo này bây giờ hiện tại có bao nhiêu cái SR rồi nha. Chắc chắn là phải hơn một cái rồi đó anh em, mình chắc chắn nên phải hơn một cái SR rồi. Ok man, mình sẽ đăng nhập bằng Google của mình. Đó, sau đó mình sẽ truy cập vào server 410 thì nó sẽ nằm ở khoảng cộng 23, 24 gì đó. Đây đúng rồi, cộng 23 nha anh em. Là 410, server tên là Fuwa. Ok. Rồi ok. Rồi, hiện tại thì đang chờ đợi và mình chúc anh em một ngày vui vẻ. Xem clip mình thì nhớ like video, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Ngoài ra thì nếu anh em xem clip mà có thấy quảng cáo như thế này, tức là quảng cáo sẽ nằm trong video. Đây, ví dụ như thế này, một cái khung chữ nhật và ở bên góc phải video có một hình vuông, thì đó chính là quảng cáo. Anh em hãy click chuột trái, click vào ủng hộ cho mình. Tinh thần động lực cũng như là những gói mì hảo hảo thơm ngon, anh em hãy kích nhiệt tình cho mình nha. Rồi, nói chung là như vậy thôi, chỉ đơn giản vậy thôi. Nếu thấy có thì nhớ kích cho mình là được, kích vào ủng hộ cho mình he. Rồi hiện tại mình đã có mặt rồi, trước thì mình đã vào rồi cho nên là mình đã có sẵn nick rồi, không cần phải tạo lại nhân vật nữa. Wow, 42 triệu lực, what the fuck, 42 triệu lực đó anh em. Mình không biết đây là hiện tại là người lực chiến cao nhất hay không, hiện tại không biết là có ai cao hơn không, nhưng mà hiện tại đây là nhân vật là mình thấy khá là mạnh rồi đấy. 42 triệu anh em, kinh quá. Mình chỉ bằng con số sau của thanh niên này thôi, mình được 2.7 triệu, thanh niên là 42 triệu, thành ra là mình chỉ bằng số sau thôi. Còn khúc trước bỏ đi anh em, mình không có cửa đâu. Thanh niên này hiện tại thì đang giữ top 1 đẳng cấp, top 1 và đấu trường luôn, và top 1 treo thưởng, như là top 1 có bảng, thì có danh vọng là không được thôi, tại vì danh vọng có người thì là càng ghê hơn. Ok, mình start cái này đi, giờ mình sẽ chỉ cập vào nha anh em. Mình thấy có cái kiếm đèo 160 đó nha, mắt ngầu nha anh em. 42 triệu lập anh em, kinh phải lờ ra, cày ghê quá. Mình tắt cái này đi luôn. Bây giờ mình sẽ vào đồng đội xem được coi tổng cộng có bao nhiêu cái SR nha anh em. Anh em đừng có giật mình nha anh em, mình sẽ chuẩn bị tâm lý và chuẩn bị tinh thần để xem. Ui trời ơi, ôi trời ơi, 42.275.649 và đồng đội như sau. Ui ôi, ôi sao mà nhiều SR thế, đây là SR trừ, có cả SR không dấu nữa này, what the hell, kinh thế. Đúng như mình dự đoán anh em, là chắc chắn phải hơn một cái SR rồi, và thậm chí là còn nhiều cái SR nữa, có tới 3 SR và một SR không giấu, quá kinh. Ok, bây giờ thì mình sẽ tập trung luôn. Sức mạnh thì hiện tại đang là sức mạnh 717, nhanh nhẹn là 344 và trí lực là 331. Đấy, trong cái khoảng thời gian mà mình nói về sức mạnh, nhanh nhẹn, trí lực, thì em có thể nhìn vào sức mạnh, trí lực, nhanh nhẹn của mình, của chính nick của mình, để xem được coi có ít hơn bao nhiêu. Ít hơn bao nhiêu nha anh em, hay là thậm chí nhiều hơn luôn, thì lúc đó là hơi kinh khủng đấy. Sức mạnh là 700, quá ghê. Rồi, vật công là vật công, cái dòng tam công mà có một dòng lên SR là hơi nguy hiểm nha anh em. SR trừ nha anh em, SR trừ. Và hiện tại là đây là 8.0, tiệt chiêu là 4Y không dấu, mà công là 4Y không dấu. Hai cái này thì chuẩn bị sẽ lên 4Y cộng, sau đó mới là được SR trừ. Ok, bên vật phòng chúng ta có SR không dấu, tức là rơi vào khoảng tầm 4.9, 4.9, 4.8. Ở dưới đây là tuyệt chiêu phòng và ma phòng thì đang SR trừ, là rơi vào tầm 4.6 nha anh em. Cái này 4.7 thì vẫn là SR trừ này, cho nên mình có thể đoán ra một điều là khi các bạn lên 4.7 thì vẫn là SR trừ. 4.8 này, 4.6, 4.7 vẫn chạy, thì chắc là tầm 4.8 với 4.9,
là sẽ là SR không dấu đó anh em. Và khi mà lên 5 chấm, 5 chấm thì có thể là được SR cộng ấy. Đấy, đó là suy đoán của mình thôi, còn không biết thật sự là như thế nào. Thì tôi đang chơi kỹ năng thường, đó là vạn thế bất kỳ, cường hóa vũ khí, và kỹ năng nội là mãnh lực tầm long, cũng là sát thương vũ khí luôn, cho nên là rèn cái vũ khí 160 tên là liệt nhật trạm hồn vũ khí. Mát của mẹ nó đẹp, một cái đao có chạm khắc rồng, mát sâu vàng, mát sâu đỏ, mát sâu tím và mát sâu xanh lá cây đó. Ngọc 9 sao 150%, chưa có thần thạch nha anh em, cái vũ khí này chưa có thần thạch. Ok, khắc ấn 80 rồi. Mấy cái nhận với ma khí thì mình không cần phải nói tới, là thời gian nhược tước như thiệt, cường hóa 36, các quỷ đang mang là ôn dịch với hổ đen, dừng lại với tri thức và lôi điệu với cường hóa. Hiện tại cũng chưa có trái quỷ thức tỉnh này. Đấy, bên đây thì chúng ta có nón 155, BB 155, áo 155 và dây chuyền là 155, tất cả đều là bảo hành 9 sao nhưng mà chưa có thần thạch. Không biết là thần thạch có mang cho một đồng đội khác hay không, mình sẽ suy đoán như vậy và để xem có thực sự như vậy không nha. Bóng vật thì đang chơi bóng vật của Jack Kaido để tăng vật công thiên phú. Rồi, ok, đồng đội tiếp theo bạn chơi sẽ lại đây, có phải là Lao Revenger hay không? Ok, có vẻ là đúng rồi anh em. Ôi ôi, nhìn thằng Lao này mà mình rất ghiền anh em ơi. Lao của mình thực sự luôn là được có 3 trừ là cao nhất. Còn anh Lao này của người ta, Lao nhà người ta, trời ơi, không. Thậm chí là những thằng Lao ít thuê thì mình đã mơ mộng rồi, mình đã khoái rồi, bây giờ là Lao Y. Lao phiên bản Y không à. Ồ, đây là đủ bộ sưu tập luôn đấy. 1 Y, 2 Y, 3 Y và 4 Y có hết luôn. Đây gọi là anh Lao tứ Y. Anh Lao Revenger tứ Y nha anh em, có tất cả mọi Y. Kinh vãi. Ồ, anh Lao này cũng được rèn một cái ma khí là 160. Mát vàng, mát đỏ, mát tím và mát sơ xanh lá cây. À, cũng mang thời trang này luôn, áo chàng vệ vương. 30, cực qua 30 và ngọc 137.5%. Đồ đen ở đây thì vui 155 thôi, không có gì hết. Và mình vẫn chưa tìm được viên thần thạch nào hết anh em ơi. Không biết là có phải là chưa có hay không nhỉ? Tại vì bữa mình sau cái nick kia của một bạn cho mình mượn là cũng đã có rồi đó anh em. Nick cũng không phải chùm server lắm, nhưng mà cũng đã có rồi đấy. Đây là trái hổ đen cái tên lửa này, trái lôi điệu với cường quá và trái OPAP. Báu vật thì mang của Shiki tự vàng. Rồi, đó là về Lao. Rồi tiếp theo bạn chơi sẽ là Doflamingo. Chắc chắn là phải chơi Doflamingo rồi. Doflamingo này thì thiếu cái 4 y rồi, cho nên là không phải là Doflamingo 4 y rồi. Không có được mạnh mẽ như anh Lao Revenger tí nào. Trái cường quá với kết giới, trái ôn dịch với hổ đen và trái Ito Ito. Ồ, mang thời trang này là một bảo hiểm này. Rèn thì cũng là 155 thôi, full 155. Báu vật thì full của Rayleigh. Ok, tiếp theo sẽ là Sabo xem sao. Sabo này mình tin tưởng nè anh em. Đấy, Sabo này hiện tại cũng chưa có SR nha anh em. SR có vẻ hơi căng đấy anh em, cũng hơi khó đấy. Có nhân vật chính là sở hữu nhiều cái tăng quá cho nên là mới lên được thôi, chứ mấy đồng đội này hơi căng đấy. Và anh Sabo này được đặc quyền là được rèn tới 3 món 160. Dây chuyền là liệt nhật triều thánh vòng, khá là đẹp nha anh em, nhìn mát đẹp luôn. Cái nón là liệt nhật ám trần mũ, và cái ma khí là liệt nhật tịnh thế ma khí. Ôi trời ơi, á, thần thạch đây rồi, đúng như mình dự đoán là phải có cho một đồng đội nha anh em. Và kết quả là nằm ở Sabo, đây đi thần thạch ở đây, cái ma khí rèn 160, mát vàng mát đỏ, tất nhiên là như quen thuộc thôi, nói chung là mã sao là mát đấy anh em. Và viên thần thạch là viên thần thạch lăng thiên, vật phòng 42%, thiên chiêu phòng 66%, ma phòng 66% và sinh mệnh là 33.5%. Ui dồi ôi, cái viên thần thạch này ghê đó nha. Không biết là đã nâng cấp level bao nhiêu ở đây, nó không có cho chúng ta xem level. Nhưng mà viên thần thạch này ghê vãi lờ luôn, nó cộng thêm phòng thủ mát nhiều luôn anh em. 66% đâu phải ít đâu nha anh em, rất nhiều đấy. Kinh. Đấy, vậy là một viên thần thạch lăng thiên, quá ghê. Đây là nhẫn này, đây là vũ khí. Đấy, cái này thì khá là đẹp, rèn 160 là khá là đẹp. Vậy là có 3 món 160. 3 món 160 thì chúng ta sẽ có được vật phòng thiên phú cộng 0.061, thì chiêu phòng thiên phú 0.065 và ma phòng thiên phú 0.069. Wow, ghê nha anh em. 3 món 160 thì chúng ta có được một mớ thiên phú đấy. Khá là ghê. Vậy là nãy giờ là 1 2 3 4 người rồi, còn một người nữa, chắc là cũng Shirashi thôi. Ok, cũng Shirashi thôi. Shirashi này cũng quá trời yêu luôn này.
CRC này thì cũng có hạt kính sao này, nhưng mà cũng không có gì đặc biệt để nói về CRC cả anh em. Tuy đây là con dễ yêu của mình nhưng mà mình chẳng có gì đặc biệt để nói với con nhỏ chó điên này hết. Nó chỉ là một con người cá và mang đồ bậy bạ thôi. Đấy, mang bả đồ vớ vẩn thôi để búp cho tem thôi. Nên đây là vớ vẩn thôi chứ thật ra là hơi mạnh đó anh em. Đối với chùm server là hơi mạnh đấy. Anh em thấy thiên phú không? Tàng là y thôi. Mang của sen tóc đỏ. Và tẩy thì tẩy tàng sinh mệnh thôi. À đúng rồi, rất là nhiều anh em nói với mình là hãy sâu thêm bốc vật tẩy những cái gì. Ok, thì giờ mình sẽ sâu cho anh em xem luôn. Hiện tại thì đang mang ảo ảnh hổ đen này, lo địa kịch giới và chuyên thức cộng 8. Rồi, đầu tiên là về nhân vật chính nha anh em. Mình sẽ nói về ông chùm server này trước. Thì báu vật là đầu tiên là bên đây chúng ta sẽ, thì thanh niên này sẽ tẩy về sức mạnh phần trăm, sức mạnh phần trăm, sức mạnh phần trăm, và cái này cũng là sức mạnh phần trăm đấy, để tăng sức mạnh cho nên sức mạnh mới được nhiều vậy đó anh em. Cái sức mạnh này thì phần trăm cho nên là nó không ảnh hưởng tới cái này thì phải, nếu mình nhớ không nhầm thì như vậy, không ảnh hưởng tới cái này hết á, chỉ tăng về sức mạnh phần trăm thôi. Ok, bên đây thì tẩy vật công thiên phú này, vật công thiên phú này, và cũng là vật công thiên phú luôn. Rồi, để mình xem bên gâu coi. Có gì mình sẽ học hỏi bên gâu để mình tải cho bên gâu của mình. Đây. Ô, cái này tại vì phòng thủ à. Một phòng phần trăm và ma phòng phần trăm, sinh mệnh phần trăm. À, nhanh nhẹn phần trăm nè anh em. Nhanh nhẹn phần trăm nha anh em. Có một số bạn đã khuyên mình đó là tải báu vật cho bên gâu thì tải nhanh nhẹn phần trăm, nó sẽ thậm chí nó còn mạnh hơn cả cái tuyệt chiêu nữa. Nên là mình thấy rất là đúng đấy anh em, cho nên là mình cũng chuẩn bị sắp tới sẽ có một đợt tẩy lại báu vật này, tẩy nhanh nhẹn full phần trăm. Ok, tiếp theo sẽ là cái nhanh nhẹn phần trăm này luôn, cũng là nhanh nhẹn phần trăm luôn. Cái này là tại về má sinh mệnh. Wow, tuyệt chiêu thiên phú này, tuyệt chiêu thiên phú đó. Tại vì cái này hình như theo mình biết là không tẩy được thiên phú, cái báu vật này, báu vật tính hỏa này không tẩy được thiên phú thì phải, chỉ có hai cái này là tẩy được thôi đấy, cho nên là bắt buộc phải tẩy sinh mệnh phần trăm. Bạn ấy quyết định chọn sinh mệnh phần trăm để gia tăng sinh mệnh. Máu giờ là 3 triệu, quá nhiều cho một cuộc tình, quá nhiều máu luôn. Revenger thì tại vì trí lực phần trăm, sinh mệnh phần trăm và trí lực phần trăm, ma công thiên phú, sát thương đánh nọ và ma công thiên phú. Ok. Sabo thì tại về cái trí lực phần trăm, phòng thủ, tại phòng thủ, tại trí lực phần trăm, ma công thiên phú, sát thương đánh nọ và ma công thiên phú. Wow, những thanh niên nào mà kiểu đánh nổ mạnh ấy, anh em, đánh thường mạnh thì tẩy kèm thêm sát thương đánh thường với là sát thương đánh nổ phần trăm, khá là nguy hiểm nha. Ok, bà này thì không có gì đặc biệt đâu anh em, cứ kệ bà đi, và tại vì phòng thủ là chính thôi. Wow, nhân vật chính của chúng ta thì Haki nhân vật chính hình như là cấp 8, nhớ không nhầm đây là cấp 8 thì phải, cấp 8 gọi là vòng xoay cổ đại đấy, người ta hình như vẫn chưa ra cấp 9 đúng không ta, chưa có cấp 9 thì phải, mình nghĩ chắc chắn cấp 9 sẽ rất là đẹp đấy anh em. Cấp 9, mình không thể tưởng tượng được cấp 9 như thế nào luôn ấy. Rồi, ok, nói chung thì vừa rồi mình đã sao xong chùm server của server 410 Mô Gia Hân. Nói chung thì Mô Gia Hân này mình cũng làm, cũng quay clip rồi, nhưng mà lâu lâu vẫn quay trở lại nha anh em, để xem thử coi có gì đặc biệt. Thì bây giờ đã lên 42 triệu lực, và cái SR đã có tới 4 cái, tính luôn cả cái SR không giấu nữa là 4 cái. Cái này gọi là, không biết gọi là gì mới đúng, hai cái là double, ba cái là triple, còn 4 cái là gì nhỉ? Nó gọi là Wada là không đúng lắm. Wada là kiểu sát thương, đánh người ta thôi. 4 cái thì nên gọi là gì ta? Theo anh em thì gọi là gì anh em? Hesa hả? Hesa, Hesa hay gì đó thì mình không biết. Nhưng mà thôi, nói chung thì chúng ta cứ biết là 4 cái đi. Rồi, mình sẽ chụp lại một tấm hình làm kỷ niệm đối với chùm server này. Server này quá kinh anh em ơi. Lần đầu tiên mình vào là có cái SR trừ đầu tiên, và bây giờ có tới 4 cái SR rồi, thậm chí là có cả một cái SR không giấu, chuẩn bị lên SR cộng, và sau đó sẽ là 2 SR. Quá ghê, kinh đấy. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều đã theo clip của mình. Anh em cảm nhận thế nào về chùm server này thì hãy để lại comment cho mình biết. Và nếu anh em biết chùm server nào còn ghê gớm hơn nữa, ví dụ như là có 5 SR, có 6 SR, hoặc là lực chiến cao hơn 44 triệu, hoặc là 48 triệu, gần 50 triệu gì đó, thì có thể comment cho mình biết server để mình theo vào sau nha. Người ta đây là 42 triệu là lực chiến mà mình thấy nhiều nhất ở 568 và Vinh rồi đó. Tất nhiên mình không biết hết, cho nên hiện tại đối với mình đây là cao nhất rồi. Cảm ơn em rất nhiều đã theo dõi clip mình. Nhớ like video, subscribe cũng như là đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Và nếu thấy có quảng cáo thì nhớ click ủng hộ cho mình. Rồi, bye bye anh em. Bye bye.